Phương người giúp. Hello mọi người, nay Phương sẽ không làm xe nữa, chuyển qua mình nói về điện đi, và làm ít clip nói về điện ha. Thì cũng như hôm trước Phương có nói là Phương sẽ giới thiệu tất cả các hệ thống của tòa nhà để cho các bạn, cái mục đích của Phương là giới thiệu này để cho các bạn sinh viên ha, các bạn nào muốn tìm hiểu về tòa nhà mà hiện tại chưa làm, còn mong các anh đã làm tòa nhà rồi thì bỏ qua ha, Phương không có dám nói tới, tại vì cái đó là anh em đã nghề rồi thì mà Phương đâu có muốn làm chi ha. Thì hiện tại thì Phương giới thiệu được cái tủ điện tầng, hệ thống của tầng. Thì hôm nay Phương xin giới thiệu tới gọi là mấy cái tủ điện chính của tòa nhà ha, tủ điện chính luôn. Thì nó gồm có cái gì, để phòng điện chứ, phòng điện chính luôn. Thì nó gồm có cái gì, cái phòng gì ha, gọi là phòng mà thì nó phải lớn, thì có phòng ví dụ phòng máy phát, phòng phòng điều khiển, phòng máy bơm, phòng xử lý thải đó này nọ. Thì hiện tại cái tòa nhà có tùy theo quy mô mỗi tòa nhà mà có cái thiết kế khác nhau. Thì Phương đang làm ở tòa nhà thì Phương xin giới thiệu ở cái mức độ tới đây ha, thì anh em coi tới đâu thì tới. Phương sau này nếu mà có cơ hội làm ở một số nào đó thì Phương sẽ quay cho anh em xem thêm cái hệ thống gì nó mới mẻ hơn ha. Rồi giờ Phương né này ra ghê quá này ha, cắm cắm lại gần nhưng mà cũng ngồi đi điếc cũng sẽ súng. Thì Phương giờ để quay hệ thống gì ta, về ta máy phát điện đi, cái phòng máy phát điện đầu tiên. Phương xin giới thiệu cái máy phát điện cho anh em coi, nó là gồm cái gì cơ bản thôi nha, chứ cũng không có gì. Máy phát điện thì vậy, nó chạy đến cung cấp điện cho tòa nhà thôi, nó là vậy mà. Rồi vậy nha, giờ Phương quay đây. Tiếp theo đây, giờ nha, chìa khóa mở qua, chìa khóa mở cửa đây, mở em nó ra. Và đây nguyên một cục máy lù lù nằm ở trong. À đây nè, có chữ nha, phòng máy phát nè. Cái kia là cái quạt hút ha, hút gió. Thì giờ mà mở điện lên, không mở quạt hút, mở quạt hút ồn lắm. Này thì mấy cái máy phát điện của bên mình này, cho bá này, biết quay sao cho hết. Đó cái này chút xíu Phương sẽ chụp một số cả ảnh để lồng vào video để cho anh em xem nha, chứ nó bự quá. Này đó, thì giờ mình sẽ coi cái máy phát điện nó có cái gì trong đây. À đây, cái thứ nhất không gì khác là cái tủ điều khiển. Hơi tối nha nên bật lát lên. Này bảng mạch điều khiển của máy phát, và đây là cánh quạt động cơ đồ kia. Thì đây nha, cái bảng mạch điều khiển nè. Thì cái này á, là thiên về vận hành, mình chỉ giới thiệu đây là bảng mạch điều khiển thôi nha. Mỗi cái đời máy nó có mỗi cách vận hành khác nhau, nên mình không có nói tới vận hành làm cái gì. Ví dụ như cái này của mình thì chuyển qua main nè, rồi chuyển qua main, rồi bấm start, rồi muốn tắt máy stop đó, rồi muốn test máy thì bấm vô test, muốn off máy luôn off. Đây là cái nút tắt khẩn cấp này nọ thôi. Đây là các đèn báo nè, ví dụ như hiện tại đang điện lưới nè, với tòa nhà nè. Nếu máy phát nó chạy thì nó sẽ chuyển qua cái nút xanh ở bên này đó, vậy á. Đây đây là cái thông một số cái xe ma của trên máy, không có gì nó ha. Rồi mình qua quay tiếp. À, lọc gió buồng máy này nọ à. Đây là cái bình, hai cái bình câu lợi. À, đây là cái
Đây là cái bộ sạc đó ha. Cái bình này, bình 200. Hiện tại đang xài bình 200 ha, đó. Đang câu cua lại với nhau nè. Đó. Đây là bình. Bình để đề cho cái máy này này. Ha. Rồi, giờ mình mở tiếp cái máy nó bự. Mở tiếp cho coi. Đây là quạt. Quạt tản nhiệt, nước nguyên một cái bình nước tản nhiệt đồ ở trong này. Đó, trong này này nha. Anh em có thể thấy. Đó ha, mình quay xa xa ra. Đó. Dây cu roa. Quay cái cánh quạt để chạy. Đây là mấy cái phin lọc. Cái này lọc thôi. Này là mấy cái đây là mấy cái ống gió. Đây, còn đây á là ống khói. À đó, đây là cái ống khói. Quay nó hơi khó, anh em chịu khó hình dung nha. Đó. Đó, mình quay hệ thống nào cái bộp nào thì mình nói được đó. Đó. Đây, đây là cách đầu máy thôi. Rồi, giờ mình mở quay ra đằng sau. À, đóng cửa lại. Giờ mình qua tiếp. Mở tiếp cái cửa của buồng này. Trong đây là các điểm đấu nối của các dây điện vô, thì mình cái này mình quay đằng sau nhìn thấy rõ hơn. Đây, tiếp tục mở cửa. Nè, chân kinh máng đây là cái chân kinh máng điện vô. Nó từ cái vòng này ra. Đó. Vô tới đây, đấu nối vô. Để mà lúc cấp điện qua đấu nối qua bên phòng của ATS ha. Đây, và đây là cái xe mai của nó. Đây, đây cũng là cái xe mai luôn. Rồi, anh em có cần mình sẽ quay từ chậm chậm cho ha. Đó. Rồi, à đây là cái ống dầu nhưng mình xả đáy nè. Ví dụ như lâu lâu của mình cái này mình xả đáy để cho mình kiểm tra coi nó có nước đồ trong đó không ha. Đây nè, cái thùng luôn luôn có đây. Đây là cái đường đường dầu vô, đường vô và đường hồi ha. Này, cái bên này nè là đường bên bên xanh đó, là đường vô, bên này tháo bỏ rồi, không cho dặn. Đây, đây là cái lọc dầu, đó, lọc dầu á, nè đó, cái này là cái bộ phận lọc dầu. Đây, đây vẫn là cái lọc gió. Cái này do định kỳ bảo trì rồi bảo dưỡng rồi thay nên là nó còn trắng, còn rất đẹp. Chắc là mình ra mình test một cái anh em nghe cái tiếng máy phát nó chạy như thế nào ha, để cho nghe cho biết. Còn đây là cái ống nước, anh em đừng thắc mắc nha. Đây là cái ống nước, nó đi ngang thôi. Đây là cái ống nước, nó không liên quan gì hết trơn trong này hết. Nha, đóng cái cửa lại cho nó ồn lắm. Tuyệt. Rồi, giờ mình mở ra. Giống như hồi nãy mình đã nói rồi đó. Cái bảng điều khiển
Bây giờ mà cứ bật qua chạy bằng main nè. À, thấy không? Bật qua main, start nè nè. Anh em nghe cái tiếng nha. Rồi, anh em có thể thấy hồi nãy mình ghi mình thấy số 180 không? Cái đó là chạy giải nhiệt á, 3 phút
À, chứ nó không lúc mình tắt máy nó không có tự tắt liền mà phải chờ giải nhiệt 3 phút. Rồi. Này ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng anh em coi được cái gì coi. Cảm thấy hài lòng thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.